Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với phần từ vựng của bài 47. Đài 47 ka. Kotoba. Fukimasu. Từ đầu tiên, fukimasu, chữ Hán là chữ sui, nghĩa là thổi. Ví dụ, kaze ga fukimasu, phong sui, nghĩa là gió thổi. Moemasu. Moemasu, chữ Hán là chữ nhiên, nghĩa là cháy. Gomi ga moemasu, nghĩa là rác cháy. Nakunarimasu. Nakunarimasu, chữ Hán là chữ vong, nghĩa là qua đời. Đây là từ nói giảm nói tránh của từ sinimasu. Atsumarimasu. Atsumarimasu, chữ Hán là chữ tập, nghĩa là tập trung. Tập trung ở đâu, chúng ta sẽ có địa điểm cộng với trợ từ ní, cộng với atsumarimasu. Wakaremasu. Wakaremasu, chữ Hán là chữ phân, nghĩa là cái gì đó bị chia rẽ ra. Và chúng ta cũng có sự kết hợp là danh từ cộng với trợ từ gá cộng với wakademos. Shimasu. Shimasu có rất nhiều nghĩa. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có là oto hoặc là koe ga shimasu, chữ âm hoặc là chữ thanh, nghĩa là nghe thấy tiếng hoặc là nghe thấy giọng nói của ai đó. Aji ga shimasu, chữ Hán là chữ vị, nghĩa là có vị. Nioi ga shimasu, nghĩa là có mùi. Kibishii. Kibishii, chữ Hán là chữ nghiêm, nghĩa là nghiêm khắc. Hidoi. Hidoi, khủng khiếp. Kowai. Kowai, chữ Hán là chữ bố, nghĩa là sợ. Jikken. Jikken, thực nghiệm, ý nghĩa của nó là thí nghiệm. Data. Data, dữ liệu. Jinkou. Jinkou, nhân và khẩu, là dân số. Nioi. Nioi, mùi. Kagaku. Kagaku, khoa và học, nghĩa là khoa học. Igaku. Igaku, y và học, nghĩa là y học. Bungaku. Bungaku, văn học, ý nghĩa tương tự cũng là văn học. Patoka. Patoka, xe tuần tra của cảnh sát. Kyūkyūsha. Kyūkyūsha, cấp cứu xa, nghĩa là xe cấp cứu. Giữa các bạn là cứu cấp xa. Sanse. Sanse, chữ Hán là chữ tán và chữ thành, nghĩa là tán thành, đồng ý cái gì. Chúng ta có sự kết hợp là danh từ cộng với trợ từ ní cộng với sanse desu. Hantai. Ngược lại, hantai là phản đối cái gì. Chúng ta cũng vẫn có sự kết hợp tương tự là danh từ cộng với trợ từ ní cộng với hantai desu. Đại tổng điều. Đại tổng điều, đại thống và lãnh, nghĩa là tổng thống. Niyoruto. Niyoruto, theo cái gì đó, biểu thị nguồn thông tin. Phần thứ hai, kaiwa no kotoba, từ vựng liên quan đến hội thoại. Kaiwa. Konyaku shimasu. Konyaku shimasu, chữ Hán là chữ hôn và chữ ước, nghĩa là đính hôn. Domo. Domo, có vẻ như, dùng để biểu thị sự suy đoán. Koibito. Koibito, luyến và nhân, nghĩa là người yêu. Aite. Aite, tương thủ, nghĩa là đối tượng, đối thủ hoặc là đối tác. Shiriaimasu. Shiriaimasu, chi và hợp, nghĩa là quen biết nhau. Tiếp theo là yomimono no kotoba, từ vựng liên quan đến bài đọc. Keisho shimasu, chữ Hán là chữ hóa và chữ trang, và đây cũng là động từ hóa trang. Sewa o shimasu, thế và thoại, nghĩa là chăm sóc. Jose, nữ tính, nghĩa là phụ nữ. Danse, nam tính, nghĩa là đàn ông. Nagaiki shimasu, chữ trường là chữ Hán là chữ trường và chữ sinh, nghĩa là sống lâu, trường sinh. Diyu, lý và do, nghĩa là lý do. Kanke, quan hệ, ý nghĩa cũng tương tự là quan hệ. Kore de ichō desu. Otsukare sama deshita. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần từ vựng của bài 47 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài 48 nhé.